Đến sáng nay 9 tháng 5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại trong số 2 người bị nước cuốn mất tích vào đêm 8 tháng 5 tại khu vực suối Bà Lúa thuộc địa bàn khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại diện Công an phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa xác định hai nạn nhân là em Đỗ Xuân Kiên và em Hoàng Minh Quân, đều 16 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh. Lực lượng chức năng đã thức trắng đêm để tìm dọc suối Bà Lúa, đoạn từ nơi hai em bị nước cuốn trôi ra tới sông Đồng Nai. Hơn 100 người là lực lượng phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, công an, bộ đội và dân quân của phường đã dùng ghe chạy dọc suối để tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, đến gần sáng, nước suối cạn trơ đáy nên thuyền ghe không thể lưu thông được. Việc tìm kiếm trở nên khó khăn, lực lượng chức năng phải đi bộ vào kiểm tra từng đoạn suối. Đến 7 giờ sáng 9 tháng 5, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân kẹt bên bờ suối. Trước đó, sau trận mưa to vào tối 8 tháng 5, nước từ thượng nguồn đổ về suối Bà Lúa rất lớn làm ngập đường đi. Lúc này, hai em Kiên, Quân và một người khác đi xe máy qua khu vực này đã bị nước cuốn xuống suối. Tuy nhiên, người kia sau khi bị cuốn trôi khoảng 100 mét đã bám được vào cành cây bên suối leo lên bờ, còn em Kiên và Quân mất tích. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm và vớt được hai xe máy của các nạn nhân bị nước cuốn trôi.